Dạ, con xin mến chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, những khán giả thân yêu trên kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Chào mừng đến với những clip mới nhất. Thì hôm nay con ghé lại vườn của anh Vinh cô chú. Anh Vinh về một cái lô cây rất là đẹp để giao lưu cùng quý cô chú. Rất mong quý cô chú xem clip ủng hộ cho anh, cũng như là yêu thương thì ủng hộ con, cho con một đăng ký. Đồng thời mình nhấn chuông thông báo để tiếp tục cập nhật những clip mới nhất giao lưu trên kênh. Còn rất cảm ơn quý cô chú anh chị trong thời gian qua đã luôn đồng hành và ủng hộ các anh em nhà vườn cũng như ủng hộ con. Đó thì rất là nhiều cây đẹp đã ảnh về giao lưu. Thì cái lọt này thì con quay chắc khoảng hơn 10 clip cô chú. Quý cô chú theo dõi giúp con lần lượt ha. Đa dạng các loại cây, đa dạng các mặt hàng để cho mình tham khảo giao lưu luôn. Các dòng cây ăn trái, rồi các dòng kiển cổ, rồi kiển quái. Đó, rồi kiển để trưng bày cô chú, dòng xanh si, sọp, nói chung là đầy đủ hết. Nhiều cây rất là độc đáo. Nhiều cây rất là độc đáo. Đó thì anh em con sẽ lần lượt giới thiệu đến quý cô chú để quý cô chú xem và giải trí và giao lưu. Rồi con mời cô chú cùng gặp lại anh Chiến. Anh Chiến thì cũng như thường lệ anh Chiến sẽ hỗ trợ cho anh Vinh. Thì số anh Vinh thì con lúc nào cũng để trên màn hình ha. Còn mình giao lưu thì mình gọi trực tiếp số anh Vinh giúp con. Đây là anh Chiến. Rồi mà em chào anh Chiến ơi. Ôi, chào Khánh, chào cô chú anh chị. Hôm nay cũng đến vườn của anh Vinh đó. Anh cũng có giao lưu cô chú anh chị một số cây là rất đẹp nha. Giao lưu là đợt này anh quay chắc cỡ mười mấy clip rồi cô chú anh chị. Cũng nhiều chủng loại mà cây rất đẹp. Mong cô chú anh chị là tham khảo và ủng hộ cho anh Vinh nha. Dạ rồi. Clip này. Dạ rồi, anh em mình gặp lại ha. Rồi, rồi. Em chào anh luôn. Rồi, đầu tiên nhất là cây số 1 ha anh ha. Cây số 1 là cây lộc vừng. Mã số 1. Mã số 1. Rồi, một cây lộc vừng. Cây lộc vừng. Cây lộc vừng này là một cây dáng trực anh ha. Dáng trực. Ở trên nó như cái tàn dù vậy anh hả? Đúng rồi. Đây, như cây dù cô chú. Cái này mà có bông mà nó xỏ xuống đẹp lắm cô chú anh chị. Dạ. Nó anh Vinh đang xuống lá cô chú. Đúng đợt rồi. Này về mình tới nhà mình giao lưu mình trồng cái là nó ra lá non cái là cho bông lại luôn cô chú. Cây thì liền lạc lắm. Bộ đế đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Đó. Rồi anh Hạo chiều cao giúp em anh Chiến ơi. Rồi. Đây nguyên một cây liền lạc cô chú. Có sữa tai cành. Lộc vừng lá nhỏ hả cô chú. Chiều cao có 2 mét cô chú ơi. Dạ chiều cao 2 mét. Rồi. Tán ngang 1 mét rưỡi. Rồi tán ngang 1 mét rưỡi. À đặc biệt là nó có một cái cây tử nhỏ nhỏ tử dưới nhỏ. Ha. Ôm cây tử nhỏ nhỏ phía dưới gốc. Cũng khá là duyên dáng cô chú. Rồi, hoành thân mình đo sau đây. Ở trên này đi. Dạ. 50. Rồi, 50. Rồi, 50. Hoành củ đế đặt đi. Củ đế đặt lên đây. Dạ, củ đế đặt đo 2-3 vị trí đi anh này. Đế rất là quái ha cô chú. Đặt. Củ đặt nó là 102. Rồi. Rồi, cái đế luôn anh này. Đế là cái bầu luôn rồi cô chú. Cây này chắc cũng nằm ngắt luôn à. Chậu lâu năm. Rồi. Mình tính vậy luôn. Là 1,5 mét nè cô chú. Mét rưỡi nó đó. Còn nhiều hơn đó. Nhiều hơn. Nhưng mà thôi mình tính 1,5 mét đi. Cô chú thấy cũng biết ha. Đây. Một cây tử nhỏ nhỏ nhỏ. Lộc vừng nha cô chú. Lộc vừng. Mình đem về mình chơi Tết luôn cô chú ơi. Có lộc, có mai gì luôn. Đây. Liên lạc hết hả cô chú? Liên lạc hết, không liên một bọng, hết. Không một vết cắt gì hết. Cái này thích hợp mình để trồng sân vườn nhà cũng được mà trồng quán cũng được cô chú. Rồi cây này giá sao đây anh ơi, mã số 1. Cây này giao lưu cô chú anh chị là 7 triệu rưỡi, bao ship 300 km. 7 triệu rưỡi hả quý cô chú. Rất mong cô chú xem clip ủng hộ cho anh. Thì anh cũng rất là đầu tư để giao lưu với mình luôn. Ảnh về lần này là khoảng trên 200 cây cô chú, các loại. Đó. Bệ đế rất là ok anh ha. Ok, ngắt bầu luôn. Đặt bầu luôn. Rồi nhắc lại cái giá giùm em luôn. Rồi cây lộc vừng này giao lưu cô chú anh chị là 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi. Bao ship 300 km. Cây mã số 1. Số 1. Tay cành nó cũng lớn lớn không hả cô chú? Lớn. Rồi tiếp tục giúp em luôn. Rồi. Mã số 2. Số 2 là cây nguyệt quế. Một cây nguyệt quế cô chú. Quế. Một quế lá sắn bông chùm.
Đây, để con lấy xa xa cho mình xem ha cô chú. Nguyệt quế lá sắn muôn chùm, ảnh đang để trên một cái chiếc xe lăn. Rồi cái chiều cao tà ngang sao đây anh chiều ơi? Chiều cao 3,5 m, tà ngang 3 m. Cao 3,5 m, tà ngang 3 m ha cô chú. À, nó nguyên có tàn liền lạc vậy nè cô chú. Đặc biệt cây này là rút mà chậu ra ngang chứ không phải đào dưới đất lên ha cô chú. Cây này rút trời. Rút chậu anh hả? À, cây rút chậu ra đó. Rồi. À, bệ đế nó cũng nhìn khá là ok cô chú. Rồi đo giùm em luôn, quanh thân luôn anh ơi. Cây này cũng cây lâu năm anh ha, cây già. Cái bữa đấy anh lấy khủng lắm rồi chú ơi. Cái bầu chứ. 60. 60 ha cô chú. Rồi. Này đo đường kính bầu. Bữa đấy này mình đo sao đây anh? Đo cái mình thấy trước mắt đi. Đo hết cái phần giúp em. Đúng quá. Đây ha cô chú, để con hỗ trợ anh tí xíu. Này lấy ra đây. Rồi hết trước luôn. 1,5 m là như vậy nè cô chú. Cây nhìn ở ngoài thì con thấy là nó liền lạc hết cô chú, không có mục bọng gì trơn anh ha. Cây này là bao sạch à, không bao có sạch bị mục. Ở bên này nhìn nó hoành tráng hơn bên kia đó cô chú. Bên này nè, nhìn như thế nó mặt nào cũng đẹp hết á cô chú ơi. Rồi sẵn anh đo cái bầu giúp em luôn ơi. Đo đường kính bầu, anh lấy cái bầu rất là dày luôn cô chú. Rồi đường kính bầu 101. Rồi 1,1 m luôn anh hả? 1,1 m. Cái độ dày của cái bầu này như vậy, anh lấy rất là kỹ cho mình luôn á cô chú. 40 luôn. 40 luôn ha cô chú. Rất là dày. Độ dày của cái bầu 40 luôn. Cây là tại cây nuôi tàn mà, làm gì cho nó ok, cây nó mạnh. Không bị mất sức. Đây ha cô chú. Tàn thì tròn vo cô chú ơi. Tròn vo, mặt nào cũng cao. Cao 3,5 m, tàn ngang 3 m. Đó. Nó thoát thân bao nhiêu anh? Cái thoát thân một cốt là bao nhiêu giờ đo giúp em luôn. Rồi. Đế rất ổn cô chú. 25. Rồi, thoát thân một cốt vậy là 25 cô chú ơi. Lên nó chia ra nè. Giống mình gọi là tàn đào cô chú. Rễ thì rất là nhiều. Rồi giá luôn anh ơi, cây này. Rồi, cây mã số 2 cây Nguyệt Quế này giao lưu cô chú anh chị là 22 triệu bao ship 300 km. Rễ cám mới ra tới trên mặt luôn cô chú. Cây này là cây thuần ha anh ha, thuần cây chậu thần, ha. Cây này trong chậu rút ra. Cô chú yên tâm ha, chứ Nguyệt Quế mà bứng dưới đất lên đó là nó thường nó bị nhiều cái sự cố lắm cô chú. Còn cây này nếu là mà thuần nuôi thuần chậu rồi. Bây giờ rút, khá ổn. Rút chậu ra. Giá là nhiêu anh? Rồi, cây mã số 2 Nguyệt Quế này giao lưu cô chú anh chị là 22 triệu bao ship 300 km. 22 triệu anh ha. 22 triệu. Cây này lớn cô chú, ship rồi đi nguyên chiếc xe tải. Cái này đi là xe chắc tải lớn. Cũng một chiếc xe tải đó. Tại tàn nó cao 3,5 m, tàn ngang 3 m. 22 triệu hả quý cô chú? 22 triệu, bao ship 300 km. Bao ship 300 km cho mình luôn. Mã số 2. Cô chú có gì không rõ thì gọi trực tiếp cho anh Vinh giúp con. Số điện thoại con để trên màn hình ha cô chú. Cây này đế khá ổn cô chú, đế đều. Rồi tiếp tục là cái gì đây anh ơi? Rồi, cái mã số 3 là cây si. Không chứ cây khế chứ. Cây khế à? Dạ. Rồi một cây khế. Anh Vinh ơi, cái này mình để clip sau nha. Có quay cây này không? À cây này luôn phải không? Vậy lại nãy nói chơi cô chú ơi, bây giờ quay cây này luôn, số 3. Đây một cây si. Cây si. Không ghép luôn anh ha. Không. À cây si này là 24 năm cái tầng cô chú. Một cái chốt với lại 4 cái tầng là 5 anh ha. 5 tầng. 5 tầng. Rồi em đứng xa xa anh cho em cái chiều cao giùm ơi. Cây này không ghép gì hết nha cô chú, cây si. Chắc 2,5 m cô chú ơi. 2,5 m. 2,5 m. Rồi chiều ngang này là gì thôi. Nếu mà tính hết luôn khoảng 3 m đó cô chú. Rồi ngang cái dòm này 2 m. Rồi ngang vậy là 2 m. Đó. Đây nó liền lạc nó đều đặn hết trơn cô chú. Tròn vo à. Đây, nó đi vòng cho mình xem ha. Cái này quý cô chú có quán muốn cần
một cái cây xanh đồ này nọ mà để trong quán cũng rất là hợp lý cô chú. Ta sửa sẵn hết trơn rồi anh, cái này không biết đo làm sao cô chú ơi. Đây mình cứ bây giờ... cái nào được mình cứ đo đi, rễ buông mình bỏ đi anh ơi, bỏ đo mấy cái thân chính cho cô chú xem thôi. Bởi giờ thì khó này nè. Rồi để anh lòn lòn thước anh đo cho mình xem cô chú. Mấy cây này thì ta nuôi cũng lâu năm trong chậu. Dày bịch hết trơn ở dưới này nè cô chú. Rồi 90. Rồi cái hoành vậy là 90. Rồi đo đường kính bầu giùm em luôn đi. Cô chú biết cái dòng này thì ba cái rễ buông với cái rễ nó rất là nhiều. Rồi kính bầu 70. Rồi đường kính bầu vậy là 70. Phía dưới nè cô chú, tàn nó dày mịt vậy nè. Nó đang sậu rễ xuống nó bò nè cô chú. Đang sậu rễ bò. Đây phía bên này. Nói chung cây thì liền lạc lắm liền cô chú. Liền lạc, không có có bị mục lũa gì hết. Liền lạc không mục lũa gì hết. Rồi bốn cái dĩa tròn vo với lại một cái chớp, cái chớp ở trên này là chớp 5. Này cũng lớn lắm nghe cô chú, chớp là này 5 lớn tầng đó. Rồi rồi giá luôn cây này anh ơi. Rồi, cây si, cây si mã số 3 này giao lưu cô chú anh chị là 7 triệu, bao ship 300 km. 7 triệu đó cô chú ơi. Cây si búp xanh quá, cây này cũng thấy cái búp nó chắc si búp xanh đúng không anh? Đúng rồi, si búp xanh. Cây thì cũng chỉnh sửa liên lạc hay cô chú. Mã số 3 anh ha. Mã số 3 mấy triệu anh? 7 triệu, bao ship 300 km. Ship 300 km. Cây này cây thành phẩm rồi cô chú. Dạ. Một cái mặt này nữa cho cô chú xem để mình rõ. Nói chung là tròn vo cô chú ơi. Cây này nó cho trái nữa cô chú, ra trái cũng đẹp. Rồi tiếp theo giúp em luôn. Rồi mã số 4 là một cây khế. Đây cũng số cây 4. Khế này nè. Một cây khế to. Khế già của chú. Rồi xa xa cho em chiều cao luôn đi anh Chiến ơi. Chiều cao tổng với chiều cao cái thân chính giùm em luôn. Rồi. Đây, à, ta sửa cũng liền lạc lắm cô chú. Sửa hết rồi. Chiều cao 1m8. Cậu khoảng 1m8 cô chú. Còn cái thân, cái cốt chính nó là nhiêu anh? Cái mình của nó là mình này hả? Đúng rồi. Không không, cái chiều cao á. Đúng rồi. Tới cái ngọn luôn là nó tầm khoảng 85. Rồi 85. Rồi vô thân luôn anh ơi. Khế già thì nó có một cái số đặc điểm cô chú. Hồi mình chỉ cho cô chú xem ha. Cây này chân nôm lên. Tám mươi lăm ha quý cô chú. 85. Rồi đế này thì chắc anh đo cái bầu là anh biết rồi. Rồi này nó đặt cái bầu luôn á cô chú ơi. Đường kính cái bầu đi rồi. Đường kính cái bầu nó như đây 1m không anh? 95. Rồi 95. Đây. Nó cứng ngắt bầu luôn cô chú. Luôn cô chú. À cái già nè, những cái rễ của nó nè, nó cuốn nó bò lại nè cô chú, nó cũng có những cái điểm này nè ha. Đây. Quay kỹ cho cô chú xem luôn. Đặc biệt nó sổ trừ cái đế này nòm xuống đẹp quá. Cô. Bên này cái vách bên này nó nở bung ra vậy đó anh ha. Ừ. Có trên này nó bị hồi đó nắng nó táp nó bị ấy mà xử lý rồi. Dạ. Cây này cũng khá là hoàn thiện, có một số cái đặc điểm này đây. Và nó bị kiểu như cái rễ nó bị cháy rồi cô chú, rồi mấy anh xử lý lại nè. Cái chân nôm lên nhiêu vậy? Nó nôm từ cái bầu lên đó. Cao lắm cô chú, nó tầm khoảng 30-40 không? Nó tầm khoảng 35 cô chú ơi. 36 luôn. 36 luôn. Anh lấy tới đây thôi chứ nếu mà lấy tới cái chớn này nó ra tới 4 mấy lần. 4 mấy lần. Đây. Những cái đặc điểm của nó này ha cô chú. Rồi.
tổng thể lại cho chú xem đây. Anh đo cái tay của nó coi anh, cái tay hiện giờ ta nuôi khoảng được nhiêu mà đúng rồi. Cái tay cái ngọn gì cũng được. Đây. Trên ta đánh ra cho nè cô chú, nói chung cái này 17. Về chơi liền được. Tay nuôi 17. Tới 17 cô chú. Cũng lâu lắm á. Chuy cành ngọn này giật ra dây hết trơn anh ha. Ra dây hết rồi. Cây này là để cái, về là chơi thôi chứ khỏi cần chỉnh sửa nữa tại vì đã qua mấy nước dây rồi. Mà cắt đây cô chú. Con cũng quay kỹ cho mình xem luôn ha. Không giấu giếm chỗ nào hết, có gì mình báo rõ hết. Cô chú xem giao lưu nó dễ hơn. Cây này thì là một cây dáng trực mà người ta cưa ngang cô chú ơi, người ta làm lại một cây này thì quá trình nó cũng lâu lắm cô chú mới ra được vậy á, chứ không phải là nhanh đâu. Rồi giá giúp em luôn. Rồi cây mã số 4 cây khế này giao lưu cô chú anh chị là 12 triệu bao ship 300 km. Cây này nặng lắm cô chú. Nặng lắm. Nặng. To nặng. 12 triệu cô chú. 12 triệu. Ship 300 km anh ha. À. Xa hơn cô chú cứ gọi cho anh Vinh nha cô đúng chú. Rồi, có gì tất lượng. Cả các cây đều ship hết nhưng mà cô chú cứ gọi cho anh Vinh thương lượng giúp con. Rồi, nếu mà lượng. Bán kính 300 km thì ảnh bao ship cho mình, còn xa hơn thì mình trao đổi. Rồi tiếp theo luôn anh ơi. Rồi. Mã số 5. Mã số 5 là cây sứ. Một cây sứ. Sứ đỏ anh. Sứ Thái. Sứ. Sứ này chờ cánh chắc cánh đơn chứ không phải cánh kép. Cây sứ này là sứ gì đây anh Vinh này? Sứ Thái ha. Sứ Thái. Đây. Đang ra nụ bung nụ à. Đang bung nụ. Đặc biệt cây cũ nó đẹp vô chú. Đủ đây. Rồi để được anh. Quay hết mặt này đi, anh hãy quay qua mặt kia luôn. Rồi anh cho em cái chiều cao luôn. Chiều cao tàn ngang luôn. Cao 60. Cao 60. Tàn ngang cũng 60 luôn. Rồi 60 luôn. Cái này thì cái cũ nó không có bị thúi cô chú ơi. Sứ là nó dễ bị mà mưa mà nhiều là nó dễ đúng nước anh ha. Mà cái này là không bị nha cô chú, cái này là lành nguyên hết nha cô chú, không có chỗ nào bị. Ở ngoài thì con dòm sao con báo vậy. Anh đo ngang cái eo này trước cái cho cô chú hình dung, cái đó là cái thân nó lên nè cô chú, còn nguyên đây cái bộ dưới này là bộ cũ anh là đúng rồi. Ngang cổ này đi, ngang cái cổ đó đi thử thôi cô chú ơi, chứ đúng cái rồi. Sứ này mình đo vậy thì cũng gọi là không 24 không được gì đâu, không chính xác đâu. Rồi hết cái đo cũ nguyên rồi. Cái cũ này nè hết luôn. Xét đây luôn đi anh nè. Nếu mà lính 101 là hết luôn nè cô chú. Đó. Cái củ sứ mà già thì nó bệnh nó quắn nha nè, rất là độc ha cô chú. Cái này thì cũng liền hết ha cô chú. To bắp tay bự hơn nhiều. Rất là to. Nó có cái dáng như bài bài đổ đổ vậy anh ha. Đúng rồi. Nó bay ra. Rồi cây này giá sao đây anh ơi? Rồi cây sứ mã số 5 này giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu bao ship 300 km. 3 triệu. Cây này mình trưng ở bậc thang ở nhà mình cũng được cô chú. Bậc thang trước thềm nhà. Nó chỗ bông rất là đẹp cô chú. Cái củ nó dương dương ra nè, mình chìa nó ra ha. Để cái chậu này thì cũng hợp luôn á, còn nếu mà đẹp hơn cô chú thay cái chậu đẹp hơn nhìn cây nó khác nữa. Rồi giá là 3 triệu quý cô chú ơi. Mã số 5. Bao ship 300 km. Rồi tiếp tục là mã số 3. Mã số 6. Mã số 6. Mã số 6 cũng là một cây sứ. Sứ này là sứ mình à đúng không? Sứ mình sứ xưa đó, sứ xưa. Đó cũng là sứ Thái. Thái nhưng mà đều đúng rồi. Sứ xưa. Dạ. Yeah. Cái màu hoa này là cái màu phổ biến nhất là đúng không anh? Rồi, đúng rồi, cũng sứ Thái nhưng mà sứ xưa. Sứ Thái xưa. Xưa à. Đây hay quý cô chú. Cây này đặc biệt cái củ đẹp dữ lắm à. Tàn rất là đẹp luôn á. Cây này là tàn là đầy đặn xung xê luôn á cô chú. Tàn đa đầy đặn xung xê, tàn tròn á. Đây cái củ no đầy luôn ha. Cây này rất đẹp cô chú. Mình để chân rất khéo. Nó đâm rễ mà nó bò với nhau. Rồi anh em đứng xa xa anh cho em cái chiều cao luôn đi. Cái này tròn đầy đặn đều hết.
chiều cao 86. Rồi. Sứ đỏ. Chiều ngang 1m4. Tròn do luôn. Rồi, tròn do luôn. Chiều nào cũng 1m4 hết á. Rồi, đo cái hoành thân luôn anh ơi. Hoành thân cũ đế luôn. Đo ngay cổ đi. Dạ. Rồi xuống đo cũ. Đây. Cây này mà nó chỗ bông cái là chịu không nổi á. Cái này nó sắp sửa chỗ bông đều á cô chú. Rồi 34 ngay rồi, cổ 34 này. Là ngay cái cổ đó ha cô chú. Rồi cái cũ này thì nó đặt kẹo luôn. Đây. Nhiêu đây anh? 101 luôn. Rồi 110 luôn. Đây này cô chú chuẩn bị cho cái bông này cũ đẹp tàn đẹp cô chú ơi. Này đem về là có bông luôn đó. Nó đặt luôn nha cô chú, cũ là đặt khừ luôn á cô chú. Đặt bệnh với nhau luôn. Cũ quá đẹp. Sứ Thái dòng xưa phổ biến nhất á cô chú, cái hoa này cô chú nhìn thấy là cô chú biết là cái loại này hoa phổ biến nhất luôn. Sứ thì nó có rất là nhiều màu. Đó, nhưng mà màu hoa này thì là màu hồi xưa tới giờ luôn. Chân cành nó đóng cũng rất là khéo anh ha, nó đúng tròn rồi. Đều hết luôn, nó sạch sẽ tròn đều sạch, luôn đó. Sạch sạch cây luôn, sứ là không có rất là có duyên cái củ này không có mặt cắt, hai nữa nó không bị là úng mà thúi, sứ là dễ bị ấy lắm mà, nãy nuôi rất khéo luôn á, cây sạch cây và đẹp, cái củ phải nói là nó không có trống chỗ nào rồi, nó đặt nó bò rất đẹp, nó bệnh với nhau á, nó không có bung ra, nó cuộn với nhau không à, đó. Mình dòm mà thấy cây sứ mình dòm vô bộ cũ không là đủ thấy phê anh ha. Đúng rồi. Rồi cái giá giao lưu anh Vinh báo là nhiêu đây anh ơi? Rồi cây sứ mã số 6 này giao lưu cô chú anh chị là 8 triệu bao ship 300 triệu ha. Cái này vừa chậu vừa luôn á, vậy là 8 triệu đó quý cô chú ơi. Về chỉ cần đặt chơi thôi. Này cô chú để ở có này có quán anh ha. Đúng quán rồi. Cà phê đó, mình để cho khách ngắm cũng đẹp. Thay cái chậu thiệt đẹp cô chú, để cái cây này lên nhìn rất là hoành tráng. Đó. À, anh đo một cái nữa giùm em, cái bộ cũ đó nôm lên bao nhiêu xa vậy đó. Phía dưới cái này nó còn cái chân rễ nữa, nôm tới cái chấn cổ này nè. 30 luôn. 30 ha cô chú, nè. Cái gàng tay con đưa vô nè, chưa có thấm gì hết trơn à. Sổ cũ xuống 30 ạ. Sổ 30. Rồi, giá là 8 triệu quý cô chú ơi, một cây sứ Thái. Bao ship 300 km. Rồi tiếp tục lên ơi. Mã số 7. Mã số 7 cũng là một cây sứ Thái. Sứ Thái ha. Mà màu này là màu đỏ cô chú. Đỏ. Màu đỏ rất đẹp nè. Màu đỏ đậm luôn. À nó phúng bông ra nhiều lắm cô chú, nó chót 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 đỏ nè. Đều hết trơn anh ha. Mỗi một cái ngọn là mỗi một cái nụ hoa. Sứ thì nó dễ cho hoa lắm. Rồi. Đo giúp em chiều cao luôn. Ba cây này chơi bộ ba được luôn. Rồi chiều cao là 30. Chiều cao 30. 70. 70. Chiều ngang là 80. Ngang là 80. Rồi tiếp tục luôn đi. Bò này thứ hai. Đúng rồi, anh đo vậy đi. 56. 56. Ngang đại luôn giúp em, ngang cái eo luôn. 42. 42, rồi. Rồi 101. 101. À cái chiều cao bộ đế này luôn. Này ảnh cũng lựa những cái cây khéo khéo giao lưu của mình cô chú. À, bộ cũ đế nó cái 27. 27. Rồi. Cái này là màu đỏ ha quý cô chú. Đỏ, sứ này sứ Thái. Con đi qua đây cái con quay lại một cái bộ ba cho quý cô chú xem đó. Cây này mình chơi bộ ba cũng hợp lý anh ha. Đúng rồi, đúng rồi. Hai cái cây nó có hai cái dáng giống nhau. Hai cây hai bên, đúng một rồi, cây tròn đều ở giữa. Cái cây này để giữa là ok rồi. Mà đặc biệt ba cây này là không có bị úng, bị thúi, rễ gì hết trơn nha cô chú. Mấy cây này rễ nó nằm lâu năm lắm nè. To to không cô chú? Già cô chú thấy nè. Đây, phía trên mặt lưng nè cô chú. Cây này đóng cái bộ tàn cũng khéo,
sạch sẽ, không có bị chổi nhánh đâu này nọ cô chú. Nó lên rất là đều. Rồi cây này báo giá nhiêu anh? Rồi cây sứ mã số 7 này giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu bao ship 300 km. 3 triệu. Đây nè quý cô chú ơi, 3 bộ 3. Hai cây này mà đặt hai bên nè cô chú. Nó có dáng na ná giống nhau. Tại vì hai cái đôn nó thấp cao chứ. Tại mình nhìn đặt ba cái đôn bằng nhau nhìn đẹp anh ha. Đúng rồi. Đây, anh Chiến đứng ở giữa. Dang cái tay ra cho quý cô chú xem cái cây đó như thế nào. Rồi. Đặt cái bộ ba này ở một cái không gian đẹp nữa là nhìn nó rực rỡ lắm cô chú. Rồi cây bên đó là 3 triệu, cây giữa này là 8 triệu anh ha. Rồi. Cây bên đây cũng là 3 triệu luôn. Rồi. Là cây số 7. Rồi tiếp tục cây số 8. 8 là một cây khế. Một cây khế quý cô chú ơi, một cây khế này. Thì cây khế này cũng đã có quay rồi nhưng mà chưa có duyên giao lưu thì hôm nay ảnh cũng giao lưu lại luôn. Quý cô chú có xem yêu thích thì ủng hộ cho anh ha. Cái này mình để làm cái cổng được nè cô chú, hôm nay nó ra đầy hết trơn rồi nè. Bẻ bung ra làm cái cổng là quá ok luôn. Rồi. Chiều cao 2m đi. Chiều cao à. Nếu mà cái thân không là 2m đó anh ơi, còn nếu mà tính tàn luôn là nó ra tới 3m rồi cô chú ơi. Hai thước dây á. Thì mình đo gì đi cho cô chú. Đây cô chú thấy một thước dây là anh để nè. Đây còn phía trên này ha cô chú. Tính hết luôn cái tàn là khoảng 3m. Còn nếu mà thân không là khoảng 2m. Rồi. Nó bay từ trong đó, thân nó ra khoảng 1,5m. Đó. Rồi cao lên tới đó là cũng nhiêu đây anh? 1,2m. 1,2m. Rồi. Vô quanh thân giúp em luôn. Nó cũng vừa vừa cô chú ơi, không có lớn quá cây này. Nhưng mà bộ đế thì già cổ. 52. 52. Rồi đế đo đường kính luôn anh ơi. Chứ cái này nó đặt hết rồi. 94. 94, gần 300 quành ha quý cô chú. Bộ đế này. Cái cậu sổ nè. Dạ yeah. 36, 35 này. 35. Rồi cây này thì mình báo giá nhanh luôn anh ơi. Giá nhiêu đây? Rồi cây mã số 8 này, cây khế giao lưu cô chú anh chị là 10 triệu bao ship 300 km. 10 triệu. Cây này phải có con cặp ha, mình gác cái cổng anh ha. Cây này bộ đế đẹp cô chú. Đế đặc. Đế già cổ. Khế mà nó già, mấy cái bộ đế nó lên xù xì già, nhìn đẹp quá cô chú. Lên nu xù xù cục cục. Có nhiều cọng nó quái quái. Rồi mấy cây lớn lớn này thì tụi con phải để tại chỗ quay cô chú thông cảm ha. Những cây nhỏ thì sau này mình có những cái phông mình lên bàn xay nhìn nó chỉnh chu hơn nhiều cô chú. Chứ cũng chịu khó theo dõi giúp con ha. Rồi cây này ảnh báo giá là 10 triệu anh ha. 10 triệu bao ship 300 km. Đây cô chú xem kỹ lại giùm con ha. Ở trên này nó lên hẳn cái nó đưa một cái cành bay ra. Ở trên cái cành bay nó có một số cái thân nhỏ anh ha, nó mọc lên. Làm như là cái bệ gừng vậy đó. Như cái cụm gừng trên thân vậy đó. Mình có thể chơi cụm gừng trên thân mà này thân cao luôn á. Còn thôi mình làm cái cổng anh ha. Đúng rồi. Làm cái cổng rào cho nó gác ngang luôn cô chú. Cái tàn này nếu mà mình bẻ bung ra là được rồi đó. Tại vì nó vừa vô dây luôn à. Giá là 10 triệu quý cô chú ơi. Bao ship 300 km. Cây này thì cũng khá nặng. Rồi tiếp tục anh ơi. Rồi. Cây kế bên. Không, cây số 10 là cây mọc phôi khế. Cây khế hả? Một phôi khế, cây số 8 là 9 chứ. Đây. Rồi. Một cái phôi khế. Khế này độc lắm ngàn. Khế này nó nằm vậy đó anh hả? Nó nằm. Rồi mình đo xong đi cái mình hỏi anh lắc cái mặt kia cho giùm em ha. Rồi. Khế chua ha. Chua, chiều cao 60. 60. Nhưng thú nằm cô chú ngoái cái đầu vậy nè. Nó bò cái. Nó bò 92. Rồi bò 92. Ngang này 65. Rồi ngang 65. Rồi hoành luôn anh ơi.
không, anh đo sát đây luôn, đúng rồi, ngay cái cổ này, à. 72 rồi, đo ngang trên đây giúp em cái đó luôn. Nó phúng mầm ra, đang phúng mầm ra nhiều một chút, à, đây là cái mầm đó nè. 57 rồi, 57 đây, nó cũng đang phúc tượng lên rồi nè. Rồi đây nguyên cái bộ này ha cô chú, à, rễ ở ở trước này cũng có ha, đúng rồi, đó đây nè, phía đây cái nó bỏ nhiều cái chân ra đây nữa nè. Nói chung cây này cũng không có nhiều rễ nhưng mà nó bỏ cũng khá là có duyên. Rồi anh quay giúp em cái mặt bên kia giùm em anh chứ. Dán thú nằm ngóc cái đầu rồi cô chú, đây à, phía bên này cô chú nhìn thấy nè. Rồi cây này cũng dễ sửa lắm cô chú, dễ ha. Sửa mình gạch cái một cái ngọn anh hả, cái ngọn phía bên trên này, cái đàn rớt ở đâu dưới này anh ha, rớt theo cái thân này nè cô chú, dễ cộng đế to anh ha, cây đang lên mạnh. Rồi đây, à, đang kéo rất là mạnh nha cô chú, đang kéo rất là mạnh. Rồi cho giá luôn anh ơi, báo giá rồi luôn. Cái phôi khế mã số 9 này giao lưu cô chú anh chị là 8 triệu bao ship 300 km. 8 triệu anh ha, 8 triệu. Này cô chú mà có chơi tiểu cảnh đó, có chơi được cũng được luôn ha, để đúng nó rồi. Nằm bò lên. Rồi tiếp tục giúp em luôn. Rồi một cây sứ mã số 10. Số 10 rồi, một cây này cũng là cây cuối luôn quý cô chú ơi, mã số 10 anh ha, mã số 10. Số 10 tròn đủ luôn, một cây sứ sứ kêu bằng sứ xưa mà nó đúng không, sứ trắng xưa phải không, à, sứ cùi, sứ trắng, sứ cùi à. Chiều cao 1m4 mà cây này cũng gọn cô chú, chơi nhỏ bonsai rồi, ngang 1.5m luôn, cao 1m4 ngang 1.5m, sứ trắng nha quý cô chú, sứ xưa mà nó. Cái này thì con chưa thấy bông, đang mới ra lá non lại. Mới ra lá non à, nó ấy là ra bông trắng á. Bông trắng. Dòng truyền thống, cổ truyền, cổ ông bà đó giờ. Đúng rồi. Da nó vậy nè cô chú, nó nổi u, nổi cục. Dòng này già thì nó lên 54. Thân nó nhìn xù xì ghê lắm. Cái này cũng gọn anh ha. Gọn. Thóc thân 20. Như da cốc kìa cô chú. Đo tay luôn 30. 30 rồi, đường kính bầu nhiêu anh? Kính bầu 50. Rồi đường kính bầu 50, à, nó lên một cốt, lên hai thân chính lớn rồi của chú, nó lắc lượng vậy nè, lên vậy nè, hoa rất là thơm anh ha, dòng sứ xưa này hoa rất là thơm nè. Đây, những cái mặt cắt này nó có những cái điểm này hả cô chú? Sứ thì không thể nào nó kéo như mấy khác được nè. Cô chú thấy muốn kéo thì lâu năm nó kéo từ từ lại nè. Mà kéo cái đoạn này được nhiêu đây là chắc cũng lâu dữ lắm, lâu quý cô chú ạ. Sứ này nó sức sống nó dồi dào lắm. Sức sống dồi dào anh ha. Cái này chặt cẩm cũng lên đó. Rồi giá luôn anh Chiến ơi. Rồi cây mã số 10 là cây cú liếp, giao lưu cô chú anh chị là 3.5 triệu bao ship 300 km. 3.5 triệu anh ha. Ừ. Cô chú mà muốn chơi mà có cái diện tích mà mình nhỏ nhỏ thôi thì cây này cũng hợp lý nè cô chú, à, không quá lớn đâu. Cao 1m4 ngang khoảng 1.5m anh ha. Ngang 1.5m cao 1m4. Rồi giá là 3 triệu anh ha, 3.5 triệu. Giá 3.5 triệu bao ship 300 km. Rồi cũng là cây cuối liếp hôm nay ha. Cũng là cây cuối liếp. Rồi, rồi mình chào luôn anh Chiến ơi. Rồi cuối liếp mong cô chú anh chị ủng hộ cho anh Vinh trong clip này nha. Chào bà con. Dạ rồi, em chào anh luôn ha. Rồi chào anh Khánh. Cũng rất cảm ơn quý cô chú đã dành thời gian theo dõi. Quý cô chú có yêu mến kênh thì ủng hộ con một đăng ký, đồng thời nhấn chuông thông báo để tiếp tục cập nhật những clip mới nhất và theo dõi những anh em giao lưu trên kênh. Con xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.